Dạ Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn đến với ban trị sự xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp để gặp gỡ ông Ba, một cư sĩ nha cả nhà. Dạ rồi, thì cũng trong ngày hôm nay luôn, ông Ba sẽ giải cho cả nhà mình cách gọi là tu là sửa, tuy nhiên phải sửa những gì thì ngày hôm nay cả nhà mình sẽ được ông Ba giải ạ. Dạ rồi, còn bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông Ba nhé. Dạ, thưa ông Ba, ngày hôm nay á, con nhà có đủ duyên, con được gặp và trò chuyện cùng với ông Ba ạ. Dạ. Dạ, thưa ông Ba có thể cho con hỏi á, là con gọi là ông Ba là có đúng không ạ? Ông Ba thì nói ngay có nhiều cái người gọi ông Ba là ông Ba. Dạ. Rồi có người gọi ông Ba là bác Ba, còn có người gọi ông Ba lão đại rồi nữa. Như ông Ba tên Dương Trung Đại đó. Dạ. Gọi lão đại. Dạ. Vậy đó. Dạ. Thôi như vậy con xin phép được gọi ông Ba là ông Ba ha. Vậy đi. Dạ. Dạ thưa ông Ba, con đến đây á thì con cũng có một số câu hỏi, hy vọng rằng ngày hôm nay con sẽ được ông Ba giải cho con ạ. Dạ. Rồi, con có gì thắc mắc? Dạ. Thì theo khả năng ông Ba biết gì đến đó nha. Dạ. Thưa ông Ba, con thường được nghe nhắc đến câu là xem bốn chữ Long Châu thì bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Dạ. Tuy nhiên con chỉ nghe được là chữ Long Châu và con cảm thấy là chỉ có hai chữ thôi. Tại sao lại gọi là Đức Thầy lại gọi là bốn chữ gì ông Ba? Cái câu này ông Ba cũng dở vấn đề mà xuất xứ nha. Dạ. Trong sấm giảng Đức Thầy thì cái bài thế này phải nói về xuất xứ nữa thì nó mới rõ nghĩa. Dạ. Nhưng mà vấn đề xuất xứ thì ông Ba cũng không phải trả lời nghi vấn. Chính vì vậy mà không phải sở trường của ông Ba. Dạ. Vì vậy mà ông Ba xuất xứ không có được. Dạ. Nhưng mà cái nghĩa mà con muốn mà hỏi ông Ba thì cái câu giảng của Đức Thầy dạy là tại sao có hai chữ Long Châu mà Đức Thầy nói bốn chữ? Dạ. Ha, ông Ba thường thường là lẽ nó ít lắm, thành ra giảng rồi thầy thì giải đáp nghi vấn nó có hai câu cái người ta lấy ra người ta làm cái đề tài rồi người ta bình luận. Dạ. Một cái bài thoát nói hay lắm. Ông Ba thì không có được như vậy, vì vậy mà ông Ba chỉ giải thích bằng cái cách là cũng như là ai mà hỏi thắc mắc chỗ nào ông Ba giải chỗ đó. Dạ, cũng như rồi. Là ngứa đâu gãy đó vậy đó nha. Dạ con chân thành cảm ơn ông Ba lắm ạ. Cái câu đó là hãy xem hả? Dạ. Bốn chữ Long Châu hả? Dạ đúng rồi. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Dạ. Có hai chữ Long Châu mà Đức Thầy nói bốn chữ. Dạ đúng rồi. Như vậy thì để nha, ông Ba nói theo ý của ông Ba nha. Dạ. Cái này có sai cũng cũng đúng lỗi ông Ba tội nghiệp nha. Dạ. Như vậy thì chữ Long với chữ Châu ghép lại. Dạ. Nha. Thì ra mà Đức Thầy nói bốn chữ thì ở đây thì ông Ba nghĩ rằng là Long á thì kèm theo chữ xuyên nữa là Long Xuyên. Yeah. Chữ Long. Yeah. Rồi là Châu, là Châu Đốc. Thành ra nó hai chữ Long Xuyên, Châu Đốc. Yeah, đó là bốn chữ Long Châu. Yeah. Chứ thật ra là Đức Thầy nói Long Châu thì có hai à, nhưng mà cái ý nghĩa của nó kèm theo là Long Xuyên và Châu Đốc. Đức Thầy muốn nói Long Xuyên, Châu Đốc. Sau này có nhiều cái chuyện đáng xem lắm. Dạ. Ráng bền gan sắt lá tu hành để mà xem ở cái chỗ Long Xuyên và Châu Đốc này sẽ có rất nhiều điều màu nhiệm đáng xem. Dạ. Cố gắng tu hành. Dạ. Cái thầy nói vậy, xem Ba hiểu vậy. Không dạ. Con... dạ con chân thành cảm ơn lời giải của ông Ba. Dạ. Dạ thưa ông Ba, còn con thường hay được nghe nhắc đến đó, thầy là Đức Thầy có nói là tu là phải sửa, là phải sửa đổi từ ở bên trong. Dạ, tuy nhiên ở bên trong là nó ra làm sao? Hy vọng rằng ông Ba hãy giải cho con được biết ạ. Cái câu này hỏi là đúng rồi. Dạ.
người ta thấu đời, người ta nghĩ rằng là có nhiều người ta có quan điểm chỉ tu đó. Dạ. Người ta nói tu là cái gì nó cực kỳ là khổ sở hay là khó khăn hay là có cái gì đó. Dạ. Người ta muốn nói khi mỗi khi mình tu nói ông này ông mà nhà tu hả? Không nghe không phải tu à? Ta sợ. Dạ. Chứ nhất là ông bà mình này chưa á. Dạ. Mấy đứa nhỏ nào mới buồn buồn đó, nó, con muốn đi tu quá, ê đừng rồi, đừng nghe, nó tu không được, nói là tu không tu là sau này mất cái là thề nghe. Dạ. Nên ta ngỡ là tu là thề, nên ta sợ. Dạ. Nha. Cho nên đó là tu là phải ly gia, cách ái nè, rời bỏ gia đình, vào chùa chiền núi non âm cốc gì đó. Dạ. Mới phải nói là tu. Người hoặc giả là có người cũng quan niệm chứ tu cũng không hẳn là như vậy nữa, ta nói cũng nhiều điều lạ lùng lắm. Dạ. Thực ra là chứ tu theo cái từ điển thì không có gì lạ cả, tu nghĩa là sửa. Dạ. Như ý con hỏi. Dạ. Sửa mà sửa cái gì giờ nè? Dạ đúng rồi, đó là vấn đề con đó là muốn vấn đề, cái quan trọng là dạ, tu là sửa, mà sửa cái gì? Thì con người mình đó là thường thường trong đó là nhân vô thập toàn. Nhân vô thập toàn. Ờ. Dạ. Không phải là cái gì mình cũng mà hoàn thiện. Dạ. Nó còn là thiếu sót đủ thứ hết á. Mục đích của người tu của mình là sửa, làm sao trở lại với cái một cái con người thực của mình, nó là chân thiện mà nghĩ. Chân thiện mà nghĩ. Ờ. Muốn như vậy thì phải sửa từng những cái bản thân của mình, nó có 10 điều nó không có lành. Dạ. Thân mình không lành. Thân mình không lành. Ờ, thân mình không tốt. Thân mình nó là sửa sao mà cho nó tốt ra. Dạ. Rồi lời nói cũng không được tốt. Rồi ý tưởng cũng không được tốt. Sửa thân, sửa lời nói, sửa ý tưởng. Sửa ý tưởng. Dạ. Nghĩa là sửa sao thân. Rồi sửa khẩu, rồi sửa ý tưởng. Dạ. Cho nên Đức Thầy nói là chỉ tu chớ khá chỉ cày. Tại sao phải sửa nghe Thầy dạy chưa? Dạ. Tu là sửa đó. Dạ. Sửa là xấu thành tốt. Sửa mình đó là không nghe thẳng thành nghe thẳng. Dạ. Tự sửa từ cái chỗ mình đó là thiếu hiểu biết thành người có hiểu biết. Dạ. Từ chỗ không văn minh thành người lịch sử văn minh, ví dụ như đó. Dạ. Sửa nghĩa là những cái ấy không ngoài. Dạ. Ba điều thân khẩu thể. Dạ. Cái thân của mình thường thường con biết nó phạm về cái sai sót nào không? Dạ. Một là cái thân mình nó có phạm ba cái điều ha. Dạ. Một là sắc sanh, sắc sanh. Hai là đạo tặc. Ba tà dâm, là tà dâm. Nó thân mình nó phạm ba cái lỗi lớn đó. Dạ. Sắc sanh nó thì sinh ra cũng như là mình nó là ai cũng có tánh nó thiền lành cả. Xong đến lúc lớn khôn nó sống chung chạy với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm sự xấu xa hèn kém, cho nên trở nên độc ác dữ dằn. Dạ. Loài người giết nhau gì biết không? Tiền bạc nè, sắc đẹp nè, lấy danh nè, quyền thế nè, thù hiềm háo thắng. Họ giết nhau vì sự lợi ích của một người này nhóm nọ. Rồi đó là họ muốn tiêu diệt tất cả những loại không cho ai có quyền sống sanh của họ cả. Dạ. Đó là cái Thầy nói nha. Cho nên giữa trào nổi đó, sự bề tôi coi nhà vua có bề tôi như sỏi rác, bề tôi sống như kẻ địch thù đó. Rồi nguyên nhân như sống ra biết bao nhiêu thảm trạng, rồi chém giết, rồi quán thù nhau. Rồi kẻ thắng kêu hạnh người bại, kêu hãnh người bại hổ ngươi nữa. Cho nên sự hiềm thù nó càng lan rộng, giết chóc càng lan rộng. Cho nên con người gì nó chủ yếu là thật,
khẩu giữa cái thân của mình. Rồi rồi cái đó là người giết người nha, còn người giết sanh cầm thú vật cũng dữ dằn hơn nữa. Người ta giết giết sinh vật á vì mới ăn à, rồi về vấn đề dĩ đoan mê tín à, rồi vì sự vui thích của mình nữa. Cho nên kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước, họ bắt sinh vật làm tấm bia cho họ nhắm trong cái câu hứng. Hoặc giả là mình tưởng đó, người ta tưởng đâu mình nó phạm tội với thánh thần trời đất, rồi đó là sát hại các sinh vật cúng tế cầu cho tẩu quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy sai lầm quyển hoặc, vì đứng vì bực siêu hình cao cả như chứ vị thánh thần đâu vì một tình riêng mà làm sát kẻ tế công. Chính vì vậy mà sự nhận thức ấy rất là sai lầm. Rồi vị đâu mới tính thì dẫn đến sát sanh hại vật nhân dân. Đó là cái nguyên nhân của cái thân của mình cái sai phạm về vấn đề sanh. Dạ con xin chân thành cảm ơn ông. Rồi ba. Thứ hai nữa là đạo tặc tài dâm nữa nghe. Dạ. Rồi có người mình nó thì về nói về miệng lưỡi. Dạ. Miệng lưỡi nó có mấy điều sai phạm, thì con người mình nó là cái sắc sanh nó có ba cái điều mà mình phải, cái thân mình có phạm ba cái điều cũng như là sắc sanh đạo tặc tài dâm đó ha. Dạ. Mấy cái tài dâm mà ông ba nói không có mà nhiều, thật ra nói sơ sơ đi. Dạ. Nó nhạy cảm quá. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhạy cảm qua sống độc thân, ba không biết nói gần. Dạ. Dạ. Như vậy là ông ba sống độc thân từ hồi đó tới giờ không ba? Dạ. Dạ. Rồi tới miệng lưỡi đó thì mặc dù cái thân của mình nó có ba cái điều hả? Nó phạm mà. Dạ. Mà mình phạm ba cái điều của ác sát sanh nó có vậy chứ nó cũng khó phạm lắm nha. Dạ. Nó cũng khó phạm lắm. Thí dụ như là mình muốn ăn con gà, có khi mình là giết nó đó mà đâu phải dễ đâu hả? Đi gượt nó có khi bắt dính rồi cắt cổ lột da rồi ăn rồi mới được, xác mới được ha. Dạ đúng rồi. Rồi có khi rồi có cái ý muốn giết mà đôi khi giết không được, gượt bắt không được lấy gì. Dạ. Vì vậy mình không có phạm cái uống chừng nữa, cho nên là cái ác sát sanh á nó khó phạm, nhưng mà vấn đề miệng lưỡi đó là dễ phạm lắm. Dạ. Thường thường như con người mình nóng giận á thì thường thường nó nóng ở trong lòng rồi ha, nó mới thoát ra bên ngoài nha. Dạ. Thoát qua bên này rồi có nó múa tay múa chân hồn nó mới ra tay được nha. Dạ. Chém mà giết hay đánh đập ha. Dạ. Nó cũng phải qua mấy giai đoạn nó cũng chậm. Dạ. Con cái miệng này ha, nóng rồi cái nó phát ra liền. Nó phát ra liền nó dễ lắm. Dạ. Cho nên đó là thể trong người mình nghĩ ra thì cái miệng mình tiên. Dạ. Vì vậy mà Đức Thầy nói là khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết đó. Dạ. Mà cho nữa đường tu nương theo khẩu nghiệp thì chịu khổ não lắm đó. Dạ. Cho nên nó là phải dễ phạm, cho nên nó tới bốn điều đó. Dạ. Nó nhiều hơn khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết, Đức Thầy nói đó. Dạ. Khẩu nghiệp các trò nặng nề cho nên nó là bốn điều. Một là lưỡng thiệt là nói hai chiều đó. Dạ. Lưỡng thiệt là cái nghĩa nó là hai lưỡi. Dạ. Mà con người mình có hai lưỡi, một lưỡi hả, mà tại vì nói hai chiều, nói vậy hồi nói vậy hồi nói khác. Dạ. Nó gọi là lưỡng thiệt. Dạ. Làm cho thiên hạ bất hòa nhau đó. Dạ. Cho nên nó là hãy mình ghét ai á thì mình nói thế này thế kia, rồi ghét người này nói người này, làm cho người ta gây gỗ với nhau, làm cho người ta thù oán với nhau, rồi ta tạo tội. Dạ. Hoặc giả là mình là nguyên nhân để mà xúi dục người ta dẫn đến xung đột rồi khổ não với nhau.
Dạ. Nó là gần Vĩnh Thiện. Như cái đó là dễ dính, dễ mắc lại. Dễ mắc lắm. Dạ. Rồi thứ hai nữa là ỷ ngôn. Ỷ ngôn không ba? Ừ, ỷ ngôn. Dạ. Là mình ỷ như ông ba làm trưởng ban rồi nha. Dạ. Làm có chức này kia nữa, rồi mình ỷ thế, ỷ này kia nữa, mình là có người ta thường. Dạ. Rồi mình mắng nhiếc kẻ dưới tay ví dụ gì đó. Cho nên đó là mình ỷ là kêu là chức ý quyền. Dạ. Rồi đó là mạt sát người ta. Đó. Chính vì vậy mà là làm cho người ta quá hận. Dạ. Cho nên đó là cái ác ỷ ngôn này đó thì chắc có lẽ là mình nhờ cái khôn ngoan. Dạ. Nhờ khôn ngoan hơn người ta rồi mình mới coi thường người ta, rồi mạt sát người ta. Được. Thì có quyền hành, cho nên đó là mình mới coi thường ta. Dạ. Đó là mắng nhiếc người ta, cho nên nó là cái đó phải có quyền thế. Dạ. Khôn ngoan hay là giàu có rồi mới phạm cái lỗi này. Dạ. Nha. Dạ. Rồi ỷ ngôn mà tới ác khẩu. Ác khẩu. Ác khẩu là cái này dễ nóng tính, dễ phạm đó nha. Dạ. Nói những lời ác đức đó. Dạ. Đó. Chửi rủa là thần thánh đó. Dạ. Đâu thần thánh à? Ừ. Thề thốt lỗ mãng chửi mắng tục tằng rồi đó. Dạ, là ác khẩu. Là ác khẩu. Dạ. Nói lên lời nó ác. Dạ. Rồi tới lưỡng thiệt. Dĩ ngôn ác khẩu, giọng ngữ nó dốc. Nó dốc nó láo. Dạ. Rồi gạt người này gạt người kia. Dạ. Để mưu đồ lợi lạc cho chính mình. Dạ. Như vậy là dạ thưa. Dạ. Ông ba, như vậy là trong thân khẩu ý thì ở cái khẩu là nó có tới 4 cái mà mình mắc phải là không ba hay? Ừ, 4 cái. Dạ. Như là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Nha. Dạ. Kim thừa quyển vật có nói không nói có rồi đó. Rồi cái thứ hai là thứ ý nghiệp đó. Dạ. Ý nghiệp mình đó là coi như là mấy cái điều mà thân nghiệp, khẩu nghiệp đó. Nó không phải tự nhiên nó có mà nó vô cái ý nghiệp mà nó sinh ra. Dạ. Đó. Rồi nó mới sinh ra hành động. Dạ. Có cái ý đó nó mới sinh ra là nói. Vì vậy mà hai cái thân nghiệp và khẩu nghiệp thì vô cái ý tưởng của mình mà nó sinh ra. Dạ. Vì cái gốc rễ của nó là ý tưởng. Cho nên mà sửa cái đó là trước tiên. Dạ, mình là phải sửa. Ừ. Đặc biệt chức là cái ý là trước tiên. Bây giờ mình đi cái thân nghiệp với khẩu nghiệp là cái ngọn. Dạ. Cái gốc của nó là ý nghiệp. Dạ. Đó. Sở dĩ có sát hại là do tham lam. Dạ. Do giận hờn. Dạ. Do mê si mà nó ra. Dạ. Có những lời nói không tốt cũng do mấy cái đó mà nó ra. Dạ. Đó, tham lam là sân nổi giùm mê si. Dạ. Vì vậy là cái tham của mình khỏi nói rồi. Dạ, vậy là ở trong tham cái ý. Ừ. Dạ thưa ba, như vậy là ở trong cái ý nghiệp thì nó sẽ có ba cái gọi là tham sân si. Tham nó là thuộc về là gọi là cái gốc. Thì gốc. Còn cái thân và cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp là nó nằm ở cái ngọn. Cái ngọn. Dạ. Cho nên sửa. Em dám lại. Sửa. Đó là thân, sửa khẩu, sửa ý. Dạ. Và cái ý nó là chính. Dạ. Bây giờ sao làm sao mà kiểm soát nó ha. Dạ. Kiểm soát nó thì tốt, thì mấy cái kia thì nó tốt. Dạ. Cũng như muốn trừ tham thì Đức Thầy dạy cũng dễ. Dạ. Muốn trừ tham phải liệu cách nào mà sửa là nghe, phải bố thí việc làm ích kỷ, bố thí tâm chánh niệm cùng thì suy nghĩ. Dạ. Thế trần như là mặt với nhau, kẻ tham ăn cái miệng liếm dèo chừng đứt lưỡi mới là hối hận nữa. Dạ. Tham cố tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có, nó mang theo tham tiền tài từ dưới nặng eo thanh, sắc đẹp nhà phan thế nát, lúc có tận số người nằm chơ một xác gẫm kim tiền, ổ bạc bất tài đâu làm cho ta được sống gian, cũng chẳng bước tiễn đương bước nha. Rồi đó là của thế trần nó giả tạm, người ta muốn nó muốn vậy thì phải việc tánh tham mình cách cụ thể nha. Dạ. Rồi tới sân hận, tánh nóng nảy làm gì khiến cho người là
làm những việc rồi bất công trái phép, rồi chém giết quán thù nhau nữa, cái thắng kiêu hãnh người bãi hỗn nơi, cho nên sự hình thù càng lắng rộng, vẫn mất khôn. Dạ. À, một cái cơn giận nó nổi lên rồi đó thì phải nói là nó như con cọp dữ vậy. Dạ. Thành ra nó hung hãn đó. Ông vừa khởi mưa phiền thì làm ngoài mặt bỗng liền kéo mây đó. Nghe nói trong lòng mình nổi cơn giận lên rồi cái thì mặt của mình nó coi thay đổi liền. Dạ. Rồi Đức Thầy nói lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng nổi đâu, đình đâu có định chừng cho tôi biết mà tôi giữ trước rồi đó. Đó là nhất hận sân tâm khởi bá dạng chứng môn khai. Có nghĩa là tâm hận sinh tướng hay ông ba? Đó dạ. Cho nên nó là tánh nóng giận rồi đó thì nó làm cho con người ta bất thường. Từ cái chỗ hiền lành nó trở lên hung hãn. Mà cái tánh nóng giận với cái tham lam này cũng do thiếu trí huệ mà nó ra. Trí huệ không ạ? Thiếu trí huệ ra tức là mình bị vô minh, bị mê si đó. Là có nghĩa không là... nhận chân được sự thật. Dạ. Không biết đâu là phải, đâu là quấy. Rồi thành ra phàm tâm của mình cũng không biết, mà chân tâm mình cũng không hiểu. Chính vì vậy mà nhận ngụy làm chơn, tưởng đâu thân mình thật này kia nữa đó. Rồi bảo thủ, rồi sanh ngã tướng đủ điều. Chính vì vậy mà sinh ra tham lam, sân ngộ. Cho nên quan trọng nhất là phải giác ngộ. Nghe, phải sáng suốt. Sáng suốt thì nó không còn tham, sáng suốt nó không còn sân. Cho nên là trong kinh nói một câu là bất quý tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ tham giận nó nổi lên, mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Nghe giác ngộ chậm chút là tư nghi rồi. Dạ. Giác ngộ là mình phải sáng suốt á. Dạ, có nghĩa là mình biết được đâu là sai, đâu là đúng. Sai đâu đúng đó. Dạ. Cho nên đó là trễ một chút rồi thấy nguy rồi nghe. Nó nói nóng giận chứ nè. Bây giờ mình đó là trong tâm mình đó là vừa khởi nóng giận lên. Dạ. Thì mình biết liền, rồi mình dẹp nó trong lòng mình luôn. Dạ. Mới khởi lên là mình dẹp liền. Dạ. Vậy nó sớm. Dạ. Nha, nó sớm nha. Dạ. Rồi trễ chút nha. Dạ. Trễ chút cái nó phát ra bên ngoài. Là nó bay ra cái khẩu nghiệp mình. Nó bay ra khẩu nghiệp mình. Mình la rối ung tùm hồi cái nghe lấy. Ủa, không ổn, giác ngộ cũng được. Mà trong khi la hồi mà cũng chưa giác được nữa. Múa tay múa chân mình nữa nghe. Là tới thân nghiệp. Múa chân quýnh người ta nữa. Dạ. Rồi bị người ta quýnh lại u đầu gì nữa ha. Dạ. Cái suy nghĩ là, thôi rồi, quay nãy mình đừng có nóng giận, đừng có đánh ta, người ta đâu có đánh mình rồi ha. Dạ. Đôi khi nó trễ một chút, nguy hiểm chút. Rồi thí dụ như có người ở tù ngồi, đừng mới suy nghĩ lại nó hồi phải đừng có vậy, đừng nóng giận vậy, đâu có vô đây rồi ha. Trễ dạ. Chút rồi thấy nguy hiểm chút phải không? Dạ. Vô tù mới giác ngộ là nó nguy rồi. Dạ. Có người á hả, tới chết mà cũng không giác ngộ được thì xuống địa ngục còn nguy hơn nữa. Dạ. Cho nên giác ngộ sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Nó tóm lại tu sửa đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà sửa cái thân, sửa khẩu, sửa ý, nhất là cái ý là dạ. Gốc dạ. Phải triệt hạ nó bằng cách là phải giác ngộ. Dạ. Giác ngộ rồi nếu mà diệt được cái mê si rồi đó. Dạ. Thì lúc bây giờ mình sáng suốt, có trí tuệ rồi, lúc bây giờ cái tu của mình tới chừng đó mới đến cái chỗ là rút ráo của nó. Dạ, có nghĩa là hết vô minh. Dạ. Có trí tuệ sáng suốt, nghĩa là tới chừng đó mới thực sự là chân thiện mỹ. Dạ thưa ông ba, qua lời giải của ông ba thì con cũng đã hiểu được, nếu mà mình tu thì phải sửa ở bên trong. Ở bên trong đây có nghĩa là sửa về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng cái điều đặc biệt nhất là phải dẹp nó trước tiên là ý nghiệp. Và mình phải làm chủ được nó. Dạ, con chân thành cảm ơn ông ba rất là nhiều ạ.
Dạ. Ông ba, con được biết ở đây với ông ba là mình có làm về dạng như là tổ chức từ thiện đó ông ba. Thì ở đây có là xe cấp cứu miễn phí. Dạ, tuy nhiên cùng với đó là con thấy ở đây có rất là nhiều thuốc nam. Là mình đang sử dụng thuốc nam để làm gì vậy ông ba? Mục đích của cái người tu mình đó. Dạ. Ngoài cái sữa. Dạ. Rồi còn phải làm các công tác là từ thiện xã hội nữa. Cũng như lời của Đức Thầy nói trong cái bản kia. Dạ. Điều cần yếu là phải nè, làm hết các việc từ thiện nè. Dạ. Tránh tất cả điều độc ác nè, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch nè. Dạ. Nha. Dạ. Trong kinh nói là chư ác mặt tác, chúng thiện cũng thành tịnh, sự kỷ ý thì chưa Phật giáo. Dạ. Thầy nói rất là dễ hiểu nha. Dạ. Đọc cái kia thì khó hiểu, nhưng mà thầy nói cái câu này rất là dễ hiểu. Dạ. Làm hết các việc từ thiện. Dạ. Ở đây mình làm chưa có hết. Dạ. Mình làm có hai công tác à. Dạ. Một công tác là cho thuốc bà con. Cho công tác cho thuốc bà con. Cái thứ hai là mình cấp cứu và giúp đỡ cho những bà con không có tiền để mướn xe cấp cứu. Rồi còn nhiều công tác nữa. Dạ. Nhưng mà ở đây thì con thấy có hai cái này à. Xe từ thiện và thuốc nam. Dạ. Ngoài kia có chạy mọc, nhà tình thương. Dạ. Rồi có mấy ông đi làm cầu làm đường cũng. Dạ. Trong từ thiện xã hội, tầng từ thiện xã hội thì nó có nhiều cái môn lắm. Dạ. Rồi nấu với cháo nhà tình thương rồi nữa. Dạ. Dạ thưa ông ba, ông ba cho con hỏi tên á, ở cái tên của mình á là ở đây kêu là cái gì vậy ông ba? Ở đây là gọi là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa ở cái xã Tân Hòa. Dạ. Còn đây là cái tổ tu tầm dược của xã Tân Hòa. Dạ. Mình cũng gắn liền với cái ban trị sự của mình. Dạ, vậy là mình ở đây gọi là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo của Tân Hòa. À đúng rồi. Dạ. Cùng với rồi. Đó là tổ dược. Tổ tầm dược. Bây giờ để nói nha, nói cái mục đích nha. Dạ. Mục đích cái tổ mà tầm dược đây á, thì mình đi sưu tầm những cái loài thảo dược mà nó quý hiếm. Dạ. Để mà phục vụ cho những cái phòng thuốc mà ta cần. Dạ. Có là hoàn toàn miễn phí luôn không ba? Mình kiếm miễn phí nha, mình cho anh ta nhận cái miễn phí nha. Dạ. Mình kích công nha, mình đi kiếm mình cho. Dạ. Ở đây thì đặc biệt là cái phòng thuốc hai chúng cho nó là ưu tiên. Dạ. Rồi các phòng thuốc ở trong xã này thì người ta cần thì mình cũng ưu tiên. Dạ. Còn lại thì ở đây cũng cho rất là nhiều nơi. Dạ. Như phòng thuốc Thương Ngoan tỉnh này ha. Rồi đó là các cái phòng thuốc ở xa. Dạ. Ở đây nó thể cho ở đâu ngoài Thường Chiếu rồi Tây Ninh tu rồi đó là cho Dũng Liêm rồi nữa, Trà Ôn rồi nữa. Dạ. Dạ thưa ông ba, ông ba cho con hỏi là cái công việc mình làm như vậy ông ba, rồi nguồn ở đâu mình có ạ? Cái đó là cái quan trọng ha. Dạ. Ở đây có ông tổ trưởng này nè. Dạ. Ông cũng khá lắm. Ông cũng mạnh từ quân nè. Dạ. Ông thì chủ yếu là ông là chính. Dạ. Nó là chính của ông, nhưng mà cũng bởi vì làm nhiều quá thì ra cũng có nhận cái tiền của các nhà mạnh thường quân ta hỗ trợ. Dạ. Đó, ví dụ như người ta thấy mình là kiếm thuốc gì vất vả đó rồi người ta cũng ủng hộ. Dạ. Cái này cũng ủng hộ. Hoặc giả là mình cũng có khi cần phải đi lấy thuốc núi thuốc gì đó. Dạ. Rồi người ta cũng đóng góp như vậy thì với lại nữa ở đây thì cũng có cái ông Út ở đây ông cũng có hút thuốc mà hút thuốc theo to đó. Dạ. Bác sĩ đó rồi ông cũng có bổ thuốc bắc rồi đó. Dạ. Thì cũng như vậy mà cũng thương là... Dạ thưa ông ba, à, con được biết đó ông ba là ở tổ từ thiện của mình á là có một chiếc xe cấp cứu. À, nhưng mà hoạt động đã khá là lâu rồi. À, tuy nhiên cái số điện thoại của mình thì khá là nhiều người biết đến. Dạ. À, trong trường hợp giống như là không có xe để mà chở ông ba thì như vậy thì mình phải làm cách nào vậy ông ba? Vấn đề này là vấn đề cũng là ở ban nhân sự cũng với tổ điều hành xe đó cũng rất là quan tâm. Dạ. Với lý do là mình đã quen biết bà con trong xã với lại nữa mình hoạt động từ thiện xã hội xe chuyển bệnh nó cũng rất là nhiệt tình. Dạ. Có uy tín với cái đồng đạo bà con.
Dạ. Chính vì vậy mà mỗi khi mà cần bệnh nhân cần thiết có người ta điện là đến tiếp liền. Dạ. Nhanh nhất trong các tổ từ thiện. Ở đây là mấy tài xế này rất là nhiệt tình, không hay thôi là hay là trong tức tắc là tranh thủ đó giúp chuyển bệnh. Là chính vì vậy mà được cái lòng tin của người ta. Chính vì vậy mà mỗi lần nó là bệnh thằng ta gọi. Dạ. Mà con cũng biết là chẳng những mình nó là làm phục vụ trong xã mà làm nhiều xã nữa. Dạ. Chính vì vậy cùng một lúc mà nhiều nó gọi. Dạ đúng rồi. Và chính vì vậy mà mình có một chiếc. Có một chiếc. Chính vì vậy mà mình cũng gặp khó khăn trong việc chuyển bệnh. Dạ, nhưng mà cái cách để mà mình hy vọng xử lý trong cái trường hợp đó thì như thế nào không ba? Rồi xử lý trong trường hợp đó thì mình cũng có liên hệ với các cái xã. Xã khác ha. Dạ. Đó cũng nhờ người ta. Đang hỗ trợ tiếp mình. Nhờ người ta hỗ trợ mà vậy mà của người ta cũng có cái ở bệnh viện ở trong xã người ta cũng có nhiều bệnh có khi nhờ được có khi lại là gặp khó khăn không được khó khăn mà chính vì vậy mà không đáp ứng được cái nguyện vọng nhu cầu của bà con. Thưa ông ba, nếu như có một vị mạnh thường quân muốn trợ lực đồng hành cùng với đội thiện nguyện của mình đó ông ba, thì phải liên hệ với ông ba bằng cách nào để có thể gặp được ông ba để mà trợ giúp ạ? Như vậy thì nếu mà có cái mạnh thường quân nào đó là có ý tốt vậy thì ông ba rất là cảm ơn ha. Dạ. Và ông ba cũng là sẵn sàng là đón nhận cái lòng tốt của bà con. Như vậy thì muốn liên hệ với ông ba thì ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa ở xã Tân Hòa hoặc giả số điện thoại của ông ba. Dạ rồi, ông ba cứ đọc và con sẽ lưu lại trên máy ạ. Bây giờ số điện thoại của ông ba là 0 36 850 3432 phải không ấy? Sao nó trúng không ạ? 0 36 850 3432. Dạ thương ba, dạ thì qua chia sẻ của ông ba thì con cũng đã biết được số điện thoại để cần liên lạc với ông ba là 0 36 850 3432. Dạ khi nào mà có bà con nào ở Tân Hòa, dạ đây là Tân Hòa đúng không ba? Đúng rồi. Dạ có cần giúp đỡ về thuốc hoặc là trợ lực về xe thì cứ liên hệ vào số điện thoại này sẽ được ông ba trợ duyên và giúp đỡ ạ. Dạ rồi, con chân thành cảm ơn ông ba cho cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Con xin chúc cho ông ba có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an mỗi ngày ạ. Thôi ông ba cũng nhân dịp này xin cảm ơn mấy cháu đến thăm ông ba và cũng có đôi lời chia sẻ. Và nếu mà có cái nhân duyên thì mình sẽ gặp lại sau. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là cuộc chia sẻ và trò chuyện của ông ba cùng với Ngôn đến với cả nhà mình. Dạ rồi, thì qua đó thì cả nhà mình cũng đã có được rất là nhiều lời giải. Dạ, thì cùng với đó là những chương trình thiện nguyện của ông ba cũng đã được Ngôn đưa lên và cái cách để liên lạc với ông ba Ngôn cũng đã đưa lên. Dạ rồi, còn bây giờ Ngôn xin phép được gửi lời chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày nhé. Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé. Còn bây giờ Ngôn xin chào ạ.